áp viên danh, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học live stream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay áp viên danh. Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với những bài giảng ở trong chương khối đa diện. Thì ở trong bài học trước chúng ta đã biết được khối đa diện là gì rồi, thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái khái niệm thể tích của khối đa diện. Thế thể tích khối đa diện là gì? Thì thể tích khối đa diện ở đây chúng ta hiểu đơn giản là chúng ta sẽ đi đo cái phần không gian ở bên trong của khối đa diện đấy. Ví dụ như thầy có một cốc nước như này, cốc nước như này. Thế bây giờ nhiệm vụ của thầy là thầy đi tính thể tích của cốc nước này. Thì chúng ta hiểu đơn giản thôi, thầy sẽ đổ nước vào trong cốc này đấy. Và tính thể tích của khối đa diện giống như hình cốc nước này, là chúng ta sẽ đi đo cái lượng nước mà cái cốc nước này có thể chứa được là bao nhiêu. Đấy, hiểu đơn giản là như vậy. Thì thể tích khối đa diện trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về hai cái khối đa diện chính và cũng chúng ta thường xuyên gặp, đó chính là khối lăng trụ và khối chóp. Như vậy là trong phần 1 đa mã chúng ta sẽ tìm hiểu về thể tích khối lăng trụ này. Phần thứ 2 chúng ta sẽ tìm hiểu về thể tích của khối chóp. Và phần thứ 3 chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phương pháp tỉ số thể tích là cái công thức Simpson. Trong phần thứ 3 này chúng ta tìm hiểu kỹ đến. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến phần 1 đa mã là ta sẽ đi tìm thể tích của khối lăng trụ. Thì trong phần này chúng ta tìm hiểu về thể tích khối lăng trụ. Khối lăng trụ thì có nhiều loại, nó phụ thuộc vào cái đáy. Nhưng ở đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu về hai cái khối lăng trụ mà chúng ta thường hay bắt gặp nhiều nhất, đó chính là khối lăng trụ tam giác và khối lăng trụ tứ giác. Khối lăng trụ tam giác tức là khối lăng trụ có đáy là tam giác đấy. Và khối lăng trụ tứ giác thì là khối lăng trụ có đáy là tứ giác. Thì về công thức tính thể tích khối lăng trụ thì nó sẽ được xác định bởi công thức như sau. V lăng trụ đây, thầy viết tắt là V lăng trụ đây, thì sẽ bằng S nhân với H. Trong đó H là diện tích của cái mặt đáy này đấy, và H ở đây là chiều cao của lăng trụ đấy. Thì công thức nó rất đơn giản như vậy thôi, V lăng trụ bằng diện tích đáy nhân với chiều cao để rất dễ nhớ. Thế bây giờ hiểu rõ hơn về công thức này thì chúng ta sẽ đến với những cái ví dụ sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ví dụ số 1. Và trong ví dụ 1 thì nội dung câu hỏi như sau: cho lăng trụ tam giác đều có độ dài tất cả các cạnh đều bằng 3, và đề bài người ta yêu cầu là tính thể tích của khối lăng trụ đã cho. Thì bây giờ tính thể tích khối lăng trụ thì chúng ta cứ bám sát vào công thức thôi. V lăng trụ bằng S đáy nhân với chiều cao. Thế lăng trụ của chúng ta đây là một lăng trụ tam giác đều. Thế đối với lăng trụ đều, cứ lăng trụ mà cứ gắn với chữ đều ấy, thì chúng ta hiểu rằng là một lăng trụ đứng. Lăng trụ mà cứ gắn với chữ đều là một lăng trụ đứng, và đáy của chúng ta là một đa giác đều. Thì trong cái bài toán của chúng ta đây là lăng trụ tam giác đều, thì đây là một lăng trụ đứng và đáy của chúng ta một tam giác đều. Đối với lăng trụ đứng thì những cái cạnh AA phẩy này, BB phẩy, CC phẩy thì đều là chiều cao của lăng trụ cả. Và đề bài người ta cho chúng ta là tất cả cạnh đều bằng 3, tức là AA phẩy cũng bằng 3, AA phẩy bằng 3, BB phẩy bằng 3, CC bằng 3, và cạnh của những cái cạnh của tam giác đáy là cũng bằng gì? Cũng bằng 3. Thế bây giờ theo như công thức của chúng ta, V lăng trụ bằng diện tích đáy nhân với chiều cao, thì chúng ta sẽ có được cái thể tích của cái hình lăng trụ ABC A phẩy B phẩy C phẩy sẽ bằng diện tích đáy, đáy của chúng ta là tam giác ABC đúng không, thì sẽ là bằng S của tam giác ABC ABC nhân với chiều cao, chiều cao ở đây là cạnh A phẩy hoặc là B phẩy C phẩy đều được nhé, bởi vì ba cạnh bằng nhau thôi, bởi vì lăng trụ đứng mà. Thế A phẩy chúng ta biết là bằng 3 rồi, vấn đề ở đây là mình phải đi tìm diện tích của tam giác ABC. Thế diện tích tam giác ABC, do tam giác ABC của chúng ta là tam giác đều thì chúng ta có một công thức tính nhanh như sau. Diện tích thì ký hiệu S nhé. Diện tích tam giác đều. Tam giác đều. Thì sẽ được xác định với công thức là S ở đây thì sẽ bằng độ dài cạnh bình phương nhân với căn 3 trên 4. Cạnh bình phương. Cạnh này, độ dài cạnh bình phương nhân với căn 3 trên 4. Thế bây giờ diện tích tam giác ABC nào, đơn giản thôi, đây là công thức này, các bạn ghi công thức này vào chọn thầy. Diện tích tam giác ABC, S của tam giác ABC. Tam giác ABC thì có độ dài cạnh bao nhiêu? 3, đúng không? Tam giác đều cạnh là 3. Thì theo như công thức thì sẽ bằng độ dài cạnh bình phương, tức là 3 bình phương nhân với bao nhiêu? Căn 3 trên 4. Căn 3 trên 4, như vậy chúng ta thu được kết quả ở đây là bằng 9
nhân với căn 3/4. Rồi, có diện tích tam giác rồi, có chiều cao rồi, thì mình thay vào V thôi. Như vậy suy ra V của chúng ta đây, V lăng trụ của mình đây, V sẽ bằng nào, diện tích đa giác đáy là diện tích của tam giác ABC thì sẽ bằng 9 này nhân với căn 3/4 này. Rồi, nhân với chiều cao là nhân gì? 3. 3 9 27 căn 3/4. Như vậy là chúng ta giải quyết xong ví dụ số 1 thôi. Thế rất đơn giản. Ở trong ví dụ 1 này thì ngoài công thức tính diện tích tính thể tích của khối lăng trụ ra bằng diện tích đáy nhân chiều cao thì chúng ta nhớ thành một công thức tính nhanh. Bởi vì chúng ta cũng tương đối là hay gặp đấy với cái về diện tích tam giác đều này là mình hay gặp, thì các bạn ghi nhớ thầy tam giác này, công thức này. Tiếp theo thì để hiểu rõ hơn về những cái bài toán về tính thể tích khối lăng trụ thì chúng ta cùng nhau đến với ví dụ số 2. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với ví dụ số 2. Thì nội dung ví dụ số 2 thì sẽ khó hơn ví dụ 1 một chút, thì các em hãy tập trung theo dõi giúp thầy. Ví dụ 2, cho khối lập phương ABCD, A', B', C', D' và chúng ta có được là độ dài BD phẩy bằng 2/3. Đề bài người ta yêu cầu chúng ta tính thể tích của khối lập phương đó. Thì về bản chất, khối lập phương thì chính là một khối lăng trụ tứ giác đều. Đấy, lăng trụ tứ giác đều tức là cái mặt đáy của chúng ta thì sẽ là hình vuông. Đấy, mặt đáy hình vuông. Và các bên thì đều bằng độ dài cạnh đáy đều bằng nhau hết. Tất cả cạnh trong của khối lập phương đều bằng nhau hết cả. Thì chúng ta vẫn áp dụng công thức là V lăng trụ bằng diện tích đáy nhân chiều cao. Tức là sẽ bằng S của A', B', C', D' nhân với B', B và tất cả cạnh đều bằng nhau nhé. Đấy, khối lập phương thì nó có điều đặc biệt là tất cả cạnh đều bằng nhau. Thế như vậy, muốn tính thể tích khối lập phương này thì mình phải đi tìm được độ dài cạnh của hình lập phương. Nhưng mà chúng ta chưa biết độ dài cạnh thì mình phải đi tìm thôi. Thì mình sẽ bám sát vào cái dữ kiện để bài người ta cho là BD phải bằng 2/3. Đấy, mình bám sát vào đây. Thì đầu tiên thì thầy chưa biết được cạnh mà. Chưa biết được cạnh thì thầy sẽ gọi gọi độ dài cạnh của khối lập phương, độ dài cạnh của khối lập phương là x, chưa là x, tức là cạnh A', D' cũng là x này, được chưa, A', B' cũng là x này. Đấy. Và B', B' của chúng ta đây cũng là x. Thế bây giờ chúng ta làm sao mà mình tính được BD' theo x thì mình mới tìm được ra x mà. Thì đầu tiên BD' thì thầy sẽ gắn vào tam giác này, đấy. BD' gắn tam giác đấy. Còn tiếp theo thầy gắn sử dụng hai tam giác vuông này. Đầu tiên thì thầy sẽ đi xét cái tam giác vuông A', B', D'. Xét cái tam giác vuông A', B', D'. Đấy. Thì áp dụng định lý Pythagore thì thầy sẽ có được điều gì nhỉ? Tam giác hiển nhiên vuông A rồi, bởi vì đáy của chúng ta hình vuông mà, vuông A, B', D' mình là đường chéo. Thì mình thầy sẽ có được điều gì ạ? Theo định lý Pythagore thì chúng ta sẽ có được là B', D' bình phương đây thì có phải là bằng A', B' bình không? Cộng với gì nhỉ? Cộng với A', D' bình phương không? Đấy. Mà A', B' bằng gì các em? Bằng x. A', D' cũng bằng x. Như vậy chỗ này sẽ bằng gì? X bình phương cộng với x bình phương thì nó chính là bằng 2x bình phương nhá. Như vậy chúng ta đã tìm ra được đầu tiên là B', D' bằng 2x bình phương rồi. Thế bây giờ thì mình sẽ xét đến cái tam giác B', B', D'. Xét cái tam giác B', B' và D' thì chúng ta cũng có được định lý Pythagore như sau. Thì đây thầy sẽ có được là B đây. B', B' rõ ràng là tam giác vuông ở đâu? Vuông ở B'. Bởi vì lăng trụ đứng mà thì B', B' vuông góc mặt phẳng đáy. Thì B', B' vuông góc với tất cả các cái đường nằm trong cái mặt phẳng A', B', C', D' đúng không? Như vậy là vuông ở B'. Vuông ở B' thì theo định lý Pythagore thì chúng ta sẽ được điều gì nhỉ? BD' là cạnh nguyên. BB' và B', D' đều là hai cạnh góc vuông thì chúng ta có được là BD' bình phương. BD' bình phương thì sẽ bằng B', B' bình cộng với gì? Cộng với B', D' hệ bình phương. Thì B', B' thì chúng ta biết rồi, nó chính là cạnh của hình lập phương đúng không? Một cạnh đi này gọi là gì rồi? Là x rồi. Như vậy chỗ này sẽ bằng x bình cộng với gì? 2x bình. Đến đây mình thay số nào. Đấy, tương đương chúng ta sẽ có được là điều gì? Tương đương chúng ta sẽ được là
x bình cộng 2x bình là bằng 3x bình, 3x bình phương. Và BD phải để bàn người ta cho chữ 2 căn 3. Thế BD phải bình phương là 2 căn 3 bình phương lên. 2 căn 3 bình phương lên thì bằng 10, 12 rồi. Như vậy chúng ta tìm ra được x bình của mình ở đây, x bình của mình đây thì sẽ bằng 12 chia 3 là bằng 4. Và chúng ta tìm ra được x của mình là bằng 2. Rồi, hãy tính thể tích khối lập phương. Thì ngày xưa chúng ta đã học rồi, thể tích khối lập phương bằng cạnh mũ 3 đi, cái mũ 3 lên. Hoặc là chúng ta tính theo công thức của khối lăng trụ đi, thì chúng ta được thể tích của khối lập phương đây sẽ bằng diện tích đáy khối lập phương tất cả các mặt đều là hình vuông, thì đáy của mình cũng là hình vuông, mà diện tích hình vuông thì sẽ bằng a bình phương, đúng không? Nhân chiều cao à, thì gọi x bình phương thì chỉ gọi x bình phương. Nhân chiều cao của mình là gì? Nhân x. Như vậy chỗ này sẽ là x mũ 3, đúng không? X mũ 3 thì x bằng 2, vậy 2 mũ 3 và kết quả của chúng ta bằng 8. Như vậy là từ giờ trở đi khi mà người ta bảo chúng ta tính thể tích khối lập phương thì các bạn lấy độ dài cạnh mũ 3 lên thì sẽ ra được được cái thể tích. Độ dài cạnh thì mình đã tìm được bằng 2. Thì trên đây là một cái bài về thể tích khối lập phương. Và bản chất khối lập phương thì cũng là một cái lăng trụ tứ giác đều. Lăng trụ tứ giác đều và các cạnh bên cũng đều bằng độ dài cạnh đáy bằng nhau hết cả. Đấy. Thì trên đây ví dụ số 2. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái ví dụ mà khó một xíu nữa, là ví dụ số 3 nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Ví dụ 3. Thì ví dụ số 3 này sẽ khó hơn ví dụ số 2 và ví dụ số 1 một chút. Nhưng mà nó cũng thuộc dạng đơn giản thôi. Thì bây giờ các bạn chú ý cho thầy vào câu hỏi số 3. Cho lăng trụ đứng ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy đây. A, B, C, thầy vẽ sẵn hình rồi. A phẩy, B phẩy, C phẩy. Có đáy là một tam giác đều và cạnh là A. Và đây chúng ta có thêm một dữ kiện nữa là mặt phẳng A, B phẩy, C phẩy, đây A, B phẩy, C phẩy tạo với đáy một góc là bằng 60 độ. Về đề bài người ta yêu cầu chúng ta là tính thể tích của khối lăng trụ ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Thì khối lăng trụ chúng ta biết rồi, thể tích của nó sẽ bằng diện tích đáy nhân với cả chiều cao. Thì đây chúng ta sẽ có được cái V. Thì gọi viết tắt là V luôn nhé, V của mình. Do lăng trụ đứng thì chiều cao của chúng ta chính là gì đây? Chính là A phẩy, B phẩy và C phẩy, nó bằng nhau hết mà. Đây. À, bằng diện tích đáy, tức là diện tích của gì nhỉ? Diện tích của tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy. Hoặc là diện tích tam giác ABC đều được nhé. Nhân chiều cao của mình là nhân gì? Nhân A phẩy. A phẩy. Thế vấn đề đây, đối với đáy chúng ta là tam giác đều. Tam giác đều biết độ dài cạnh thì mình hoàn toàn có thể xác định được cái diện tích tam giác này. Chiều cao chỉ biết thôi. Thế đây đầu tiên mình đi tìm diện tích tam giác trước đã. Cái gì dễ thì mình sẽ đi làm trước. Ở đây thì chúng ta sẽ có diện tích của cái tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy. Thì do nó diện tích tam giác đều đúng không? Tam giác đều thì diện tích của nó sẽ bằng độ dài cạnh bình phương và nhân với căn 3 trên 4 đúng không? Độ dài cạnh là A rồi thì nó sẽ là gì? A bình phương nhân với căn 3 trên 4. Xong cái anh diện tích đáy. Bây giờ đến cái anh đường cao. Đường cao chính là A phẩy. Nhưng mà đường cao chúng ta xác định như thế nào đây? Thì mình phải bám sát với cái dữ kiện thứ hai mà để vào người ta cho này. Mặt phẳng A, B phẩy, C phẩy tạo với đáy một góc là bằng 60 độ. Đáy của chúng ta là phẳng A phẩy, B phẩy, C phẩy đúng không? Thì đây là cái bài toán về xác định góc giữa hai mặt phẳng. Thế bây giờ để xác định góc giữa hai mặt phẳng thì ở lớp 11 chúng ta đã học rất nhiều rồi. Đầu tiên mình tìm giao tuyến. Thì giao tuyến của A, B phẩy, C phẩy và A phẩy, B phẩy, C phẩy của mình chính là gì? Chính là B phẩy, C phẩy đúng không? Đấy. Sau khi xác định giao tuyến rồi thì trong cái mặt phẳng A phẩy, B phẩy, C phẩy, tức là từ cái điểm A đấy, thầy kẻ AM vuông góc với B phẩy, C phẩy nhá. Kẻ AM đấy, thầy kẻ AM. AM đây vuông góc với B phẩy, C phẩy. B phẩy, C phẩy là giao tuyến. Sau đó chúng ta nối A với M lại. Mình nối A với M lại. Nhớ là nét đứt nhá. Những hình mà bên cái gì mà bên trong của chúng ta không nhìn thấy được. Thì vì hiểu rằng là mình phải thể hiện nó bằng nét đứt. Nét đứt để phân biệt. Đấy. Thì góc cần tìm của chúng ta, cái góc 60 độ của chúng ta đây chính là góc gì? A phẩy M A. Đây, góc này chính là góc 60 độ này. 60 độ. Đấy, 60 độ. Thế bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng cái dữ kiện cái góc này bằng 60 độ để chúng ta tìm ra A phẩy M. Thế bạn nào tinh ý thì chúng ta có thể thấy ngay được rồi. Chúng ta muốn tìm A phẩy thì chúng ta sẽ xét vào cái tam giác vuông A phẩy M. Đấy. Thì chúng ta tính. Đấy. Thế đây sẽ đi xét tam giác
xét cái tam giác ở đây là tam giác A A'M, A A'M. Xét tam giác A A'M thì chúng ta có được tan của góc 60 độ này. Đấy, góc 60 độ chính là góc A'MA đấy. Thì chúng ta có được điều gì nhỉ? Ta có tan của cái góc 60 độ. Đấy, tan 60 độ thì sẽ bằng, tan thì là gì nhỉ? Đoàn kết. Là đối trên kề đúng không? Đối của góc 60 độ là gì? A'phẩy đúng không? Thì sẽ bằng A'phẩy. A'phẩy. Trên kề của mình trên đâu? Trên AM. Thế mà nhiệm vụ chính của mình là mình phải đi tìm A'phẩy. Tính thông qua đâu? Tính qua góc tan này này, tính qua góc cạnh AM này này, A'phẩy M thì xin lỗi nhé. A'phẩy M. A'phẩy M. Thế tính A'phẩy M tính kiểu gì? Thì ở đây chúng ta chú ý này. Do tam giác của chúng ta là tam giác đều, A'phẩy, B'phẩy, C'phẩy tam giác đều. Thì AM ở đây vừa là đường cao, vừa là đường trung tuyến, vừa là đường trung trực, vừa là đường phân giác, tất cả các loại đường. Thì trong tam giác đều thì đường cao của chúng ta thì sẽ được xác định bởi công thức như sau. Thì chúng ta sẽ được là trong tam giác đều nhá, do A'phẩy, B'phẩy, C'phẩy là tam giác đều thì chúng ta được công thức là AM, A'M ở đây thì sẽ bằng độ dài cạnh nhân với căn 3 trên 2. Độ dài cạnh của mình là gì? Là A. A nhân với căn 3 trên 2. Đấy, nhớ thầy công thức tính nhanh này. Nhớ thầy công thức tính nhanh nhanh nhé. Từ sau này mà chúng ta áp dụng những bài toán mình làm trắc nghiệm sẽ nhanh hơn mà. À, như vậy chúng ta dễ dàng tìm được ra A'M của mình là bằng A căn 3 trên 2. Thay vào đây, như vậy chúng ta sẽ được tương đương với, thì biết luôn đây nhé. Tan 60 thì bằng căn 3 rồi. Căn 3 thì bằng A' trên đâu? A'M là trên A căn 3 trên 2. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể xác định được là tương đương với A'phẩy của chúng ta đây. Thì sẽ bằng A căn 3 trên 2 nhân căn 3 thì nó bằng gì nhỉ? 3 trên 2. Đấy, 3 trên 2 đơn giản đúng không? Đấy. Như vậy là mình có chiều cao rồi, mình có chiều cao rồi, mình có diện tích đáy rồi, mình thay vào đây luôn, thay vào đây. Diện tích đáy vừa bằng A bình căn 3 trên 4 này nhân thì chiều cao là 3 trên 2. Đấy, đơn giản. Thì như vậy chúng ta sẽ có được kết quả của mình đây là 3. A bình nhân A là 3 mũ 3. 3 mũ 3 là căn 3 trên mấy nhỉ? Trên 8. Xong. Đấy. Rất đơn giản đúng không? Như vậy bài này thì chúng ta cần phải lưu ý thêm một công thức tính nhanh nữa là công thức tính cái độ dài đường cao trong tam giác đều thì sẽ bằng độ dài cạnh nhân với căn 3 trên 2. Thì trên đây là toàn bộ cái bài toán của chúng ta. Thế thầy mong rằng qua ba cái ví dụ này thì các em có thể hiểu rõ và hiểu sâu sắc được những cái công thức, hiểu công thức dùng để chúng ta áp dụng trong việc tính thể tích của khối lăng trụ. Tiếp theo chúng ta sang một phần thứ hai cũng tương đối quan trọng là chúng ta đi tính thể tích của khối trong. Tiếp theo thì ở trong phần thứ hai này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái công thức dùng để tính thể tích của khối trong. Thì đây thầy có một khối trong tứ giác đây, S, A, B, C, D này. Thì công thức dùng để tính thể tích khối chóp thì thầy ký hiệu là V, ký hiệu là VK hay chéo C, hiểu rằng là V khối chóp thì sẽ bằng 1/3 S nhân H, trong đó S là diện tích của đáy, diện tích đáy, còn H thì là chiều cao. Đấy. V thì sẽ bằng 1/3 S nhân H, thì nó cũng gần giống như là khối chóp nhỉ, nhưng chỉ có điều nhân thêm gì, nhân thêm 1/3 thôi. Đấy, thì trên đây là cái công thức dùng để tính thể tích khối chóp, rất là dễ nhớ đó. 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao. Thế bây giờ để ứng dụng công thức này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ví dụ sau. Thế bây giờ để hiểu rõ hơn về công thức tính thể tích của khối chóp thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ví dụ số 4 như sau. Ở trong ví dụ 4 này, cho hình chóp SABCD. Ở đây chúng ta có SA vuông góc với mặt phẳng đáy đây. A của chúng ta đây. SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Và chúng ta có đáy ABCD của chúng ta là hình vuông và độ dài cạnh là A. Đồng thời chúng ta còn có thêm một cái dữ kiện là SD tạo với đáy một góc là bằng 30 độ. Đề bài người ta yêu cầu chúng ta là tính thể tích của khối chóp đã cho, tức là tính thể tích của khối chóp SABCD này. Thế bây giờ để tính được thể tích khối chóp này thì chúng ta sẽ bám sát vào công thức mà chúng ta vừa được học. Thì chúng ta sẽ có dễ dàng tính được thể tích của cái khối chóp này. Thể kiểu là V đi. V thì sẽ bằng 1/3 đúng không? Diện tích đáy nhân với chiều cao. Thế đáy của chúng ta đây là gì? Đáy của chúng ta là hình vuông ABCD. Như V của mình sẽ là 1/3 S. S của hình vuông ABCD. ABCD nhân với chiều cao. Thế chiều cao đây là gì? À, chúng ta chú ý này. SA vuông góc với đáy. Để chưa? SA vuông góc mặt phẳng ABCD này thì SA của chúng ta chính là chiều cao. Đấy. Nhân với SA. Đấy. Thế là mình phải đi tìm ra S của ABCD của mình là gì?
và SA của mình là bao nhiêu. Thế đối với cái diện tích đáy SABCD, SABCD, diện tích đáy ABCD, đáy của chúng ta hình vuông cạnh là A đúng không? Cạnh là A, đây A đây. Thế như vậy chúng ta dễ dàng tính được là diện tích đáy của mình sẽ là bằng gì? Diện tích hình vuông là bằng A bình phương. Đấy, như vậy là cái diện tích đáy chúng ta dễ dàng chúng ta giải quyết được rồi. Thế bây giờ đến cái chiều cao SA thì mình tính kiểu gì? Thế bây giờ đối với chiều cao SA thì chúng ta sẽ đi khai thác từ cái dữ kiện là SD tạo với đáy một góc bằng 30 độ. À thì đây chúng ta lại quay trở lại cái bài toán xác định góc của đường thẳng và mặt phẳng. Thế cái xác định góc của đường thẳng và mặt phẳng thì chúng ta học ở lớp 11 rồi. Nên đây thì sẽ nhắc lại một chút kiến thức cơ bản như sau. Thế bây giờ để xác định góc giữa SD và mặt đáy thì đầu tiên là chúng ta xem SD giao với mặt đáy ABCD của chúng ta tại điểm nào. À thì rõ ràng là tại điểm D đúng không? Đánh dấu 3. Tiếp theo chúng ta lại xác định xem là hình chiếu vuông góc của S lên cái mặt phẳng ABCD của chúng ta điểm nào. À rõ ràng là điểm A rồi, đó là điểm A rồi. Như vậy góc giữa SD và mặt phẳng đáy ABCD của chúng ta thì chính là góc giữa SD và AD, và nó chính là góc gì? Góc SDA, SDA góc này bằng 60 độ. Thế bây giờ từ cái dữ kiện cái góc SDA bằng 60 độ thì làm thế nào để chúng ta tìm được SA? Thì ở đây thì thầy sẽ đi xét xét cái tam giác SAD, SAD. Thì rõ ràng tam giác này tam giác vuông đâu các em? Tam giác vuông ở A đấy, tam giác vuông ở A đấy. Thì chúng ta sẽ có được xét tam giác SAD vuông ở A thì chúng ta sẽ có, ta có tan của góc SDA, à, tức là tan của góc gì? 60 độ. Tan 60 độ bằng tan đan kết là đối trên kề đúng không? Đối của góc 60 độ là cạnh nào? SA. Như vậy nó sẽ bằng SA trên cái cạnh kề của cái góc này chính là cạnh gì? Cạnh AD. AD. Bây giờ mình thay số vào thôi. Đấy, AD có rồi. Tan 60 độ thì bằng căn 3. Như vậy chúng ta sẽ có được tương đương với căn 3 thì sẽ bằng SA trên AD là bằng A. Từ đó chúng ta tìm ra được SA của mình đây là bằng A căn 3. Như vậy chúng ta có được chiều cao SA rồi. Đấy, có diện tích rồi. Diện tích đáy thôi, thay vào thôi. Thì chỗ này sẽ bằng V sẽ bằng 1/3 nhân A bình phương nhân với A căn 3. Vậy chúng ta thu được kết quả thể tích của cái khối chóp SABCD này của chúng ta sẽ bằng A mũ 3 căn 3 và chia cho 3. Đấy, đơn giản. Đấy, một bài toán khá đơn giản đúng không? Đấy, chúng ta như vậy trong bài toán này thì mình phải nhớ lại thứ nhất công thức tính diện tích hình vuông này và cái cách xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng để chúng ta dễ dàng giải quyết được cái ví dụ số 4. Thế bây giờ chúng ta đến với một ví dụ khó một chút, là cái ví dụ số 5. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với ví dụ số 5. Thì trong ví dụ số 5 này chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái khối chóp tứ giác đều. Thì nội dung ví dụ số 5 như sau. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng A và cạnh bên thì gấp 2 lần cạnh đáy. Nên bằng người ta yêu cầu chúng ta tính thể tích V của khối chóp đã cho. Thì đây có một khái niệm mà chúng ta thì nghĩ là chúng ta đã biết ở lớp 11 rồi. Đây, khối chóp tứ giác đều. Đây, khối chóp tứ giác đều. Thế đây chúng ta cùng nhau nhắc lại một vài tính chất của khối chóp tứ giác đều nhé. Thứ nhất, khối chóp tứ giác đều của chúng ta đây thì có đáy là hình vuông đã. Đáy là hình vuông. Đáy là hình vuông. Nhắc lại một vài tính chất này. Vuông. Và các cạnh bên thì bằng nhau. Đấy. Cạnh bên thì bằng nhau. Các cạnh bên thì bằng nhau hết. À, bằng nhau. Tiếp theo một yếu tố tương đối quan trọng nữa là cái chân đường cao của chúng ta thì chính là giao điểm của cái hai đường chéo. Đấy. Chân đường cao. Chân đường cao. Chân đường cao. Thì sẽ là giao điểm. Là giao điểm của hai đường chéo. Hai đường chéo. Hai đường chéo này, hai đường chéo ở đáy ấy, của cái hình vuông ấy. Hai đường chéo ở đáy của hình vuông ấy. Hai đường chéo. Thế bài toán này người ta yêu cầu chúng ta tính thể tích khối chóp đã cho. Thì chúng ta vẫn bám sát vào cái công thức tính thể tích khối chóp V của chúng ta. V thì sẽ bằng 1/3
diện tích đáy. Cái đáy của chúng ta như thầy đã nói ở đây thì bài toán này thì vẽ sẵn hình của chúng ta rồi đây. Khối chóp tứ giác đều là khối chóp có đáy hình vuông S A B C D. Thì cái đáy ABCD của mình sẽ là hình vuông thì ở đây sẽ là diện tích của cái tứ giác của hình vuông ABCD nhân chiều cao. Cái chiều cao là gì? Chúng ta chú ý này, trong hình chóp tứ giác đều thì chân đường cao của mình là giao điểm hai đường chéo. Hai đường chéo ở đây là hai đường chéo duyên đáy. Thì thầy gọi O là giao điểm của AC và BD, gọi O là giao điểm của AC BD. Thì cái SO của chúng ta chính là cái đường cao. Đấy, như vậy là 1/3 diện tích đáy nhân với SO. Thì đáy của chúng ta là hình vuông cạnh là A rồi thì chúng ta dễ dàng tính được. Thì ở đây thì mình dễ dàng chúng ta xác định được là diện tích của cái hình vuông ABCD của mình giống như cái ví dụ 4 thôi, bằng A bình đúng không? A bình. Tiếp theo là đến cái đường cao SO. Thì đường cao SO tính kiểu gì? À thì rõ ràng chúng ta biết được cạnh bên của chúng ta gấp 2 lần cạnh đáy rồi, tức là cạnh SD của mình đây bằng 2A. Đáy là A mà thì cạnh bên là bằng gấp đôi thì bằng 2A. Thế để tính được SO thì thầy sẽ gắn vào trong tam giác SOD. Đấy. Thì thầy sẽ xét cái tam giác là cái tam giác SOD. Thì rõ ràng tam giác này tam giác của O, bởi vì là SO của mình vuông góc với mặt phẳng đáy mà, tức là thì hiển nhiên SO sẽ vuông góc với cái đường chéo BD rồi. Thì tam giác này tam giác vuông ở O. Thì theo định lý Pythagore thì chúng ta sẽ có được là SO bình phương. SO bình phương thì sẽ bằng gì nào? Bằng SD bình. SD bình trừ đi OD bình. OD bình. Đấy. Thì SD bình thì có rồi, vấn đề là OD tính kiểu gì? Thì đây hình đáy của chúng ta hình vuông, cạnh là A, tức là mình có BC là A này, CD là A. Thì mình hoàn toàn tính được ra BD của mình sẽ là bằng căn của A bình cộng A bình. Thì nó chính là A căn 2. BD là A căn 2 mà rõ ràng OD thì sẽ bằng một nửa của BD. Thì OD của mình sẽ là bằng A căn 2 trên A. Đấy, A căn 2 trên A. Đấy, mình tính nhanh một chút nhé. Cái này dùng Pythagore mình tính nhanh một chút. Thì SD bình của mình là 4 2A mà 2A bình phương là 4A bình đúng không? Trừ đi OD bình, tức là trừ đi A căn 2 trên 2 thì cả bình thì chỗ này là bằng trừ đi A bình trên A bình trên 4. Thì như vậy chúng ta sẽ ở A bình trên 2 thì sẽ là A bình trên 2 nhé. A căn 2 trên 2 tức cả bình mà căn 2 bình là 2, 2 bình là 4, rút gọn được A bình trên 2. Như vậy chúng ta thu được kết quả chỗ này sẽ bằng 4, 2 là 8 này, 8 trừ đi 1 là 7, 7 A bình, 7 A bình trên 2. Và từ đó chúng ta sẽ có được SO của mình ở đây. SO ở đây thì sẽ bằng căn bậc 2. Căn bậc 2 của 7A bình trên 2. Trên 2. Thì chỗ này sẽ bằng đây chúng ta dùng máy tính giãn được, dùng máy tính luôn. Chỗ này là căn bậc 2 của 7/2. À như vậy chỗ này chúng ta sẽ kết quả là bằng A căn 14 trên gì? Trên 2. A căn 14 trên 2. Như vậy có SO rồi. Có diện tích đáy rồi, diện tích đáy đây. Đáy đây, diện tích của hình vuông. Có chiều cao đây, chiều cao của mình đây. Chúng ta hoàn toàn tính được V của mình thôi. Như vậy suy ra V của chúng ta. V của mình thầy viết ở bên view này nhá. V. Vậy suy ra V của chúng ta đây sẽ bằng 1/3 nhân gì? Nhân A bình đúng không? Nhân A bình. Nhân gì nữa? Nhân chiều cao A căn 14 trên 2. A căn 14 trên 2. Như vậy chúng ta sẽ thu được kết quả là gì nhỉ? A mũ 3 căn 14 chia cho mấy nhỉ? Chia cho 6. Đấy. Rất đơn giản. Nhưng mà chúng ta phải nhớ được những cái tính chất của cái hình chóp tứ giác đều. Đáy hình vuông, cạnh bên thì bằng nhau. Và chân đường cao của mình là giao điểm của hai đường chéo. Hai đường chéo của mình là đáy nhé. Đấy. Là giao điểm của AC và BD. Đấy, thì trên đây là hai cái ví dụ về tính thể tích của khối chóp. Thì thầy mong rằng qua hai ví dụ này thì các em có thể vận dụng được để giải quyết sau này chúng ta làm những bài toán về tính thể tích khối chóp đơn giản hơn. Tiếp theo là chúng ta chuyển sang phần thứ ba của bài học ngày hôm nay, là chúng ta tìm hiểu về công thức tỉ số thể tích. Thì trong phần thứ ba này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phương pháp tỉ số thể tích. Và đây thì chúng ta có cái công thức về tỉ số thể tích. Ở đây thì chúng ta áp dụng cho cái hình chóp tam giác như sau. Cho khối chóp SABC, đây khối chóp SABC thì ở trên các đoạn thẳng hay trên những cái cạnh bên ấy thì chúng ta lấy những cái điểm A phẩy,
B phẩy, C phẩy, tức là trên SA thì mình lấy A phẩy này, trên SB mình lấy B phẩy, trên SC mình lấy C phẩy. Và những cái điểm này yêu cầu của chúng ta này phải khác với cái đỉnh S này, khác đỉnh S. Thì khi đó thì chúng ta có được cái tỉ số thể tích như sau. Đó chính là thể tích của khối chóp bên trên, khối chóp nhỏ bên trên này, đây khối chóp tam giác nhỏ bên trên này. S của A phẩy, B phẩy, C phẩy. Đấy. Trên cái thể tích của khối chóp to là S, A, B, C thì sẽ bằng đây, sẽ tích của tỷ lệ những cạnh này với nhau, tức là S A phẩy trên đâu trên S A nhân với S B phẩy trên S B nhân với S C phẩy trên S C. Thì cái công thức này thì chúng ta thường áp dụng cho những bài toán mà phân chia thể tích của khối đa diện, thì chúng ta thường hay sử dụng cái công thức này. Thế bây giờ hiểu rõ hơn về công thức trên thì chúng ta sẽ đến với ví dụ sau. Thế đây chúng ta có ví dụ sóng như sau. Cho tứ diện ABCD có thể tích bằng V, tức là cái thể tích V này, thể tích của toàn khối tứ diện này. Ở đây chúng ta có B phẩy là trung điểm của cạnh bên AB, D phẩy là trung điểm của cạnh bên AD, và cái mặt phẳng B phẩy CD phẩy đấy, hay là CB phẩy D phẩy cũng được. Thì chia khối tứ diện thành hai phần, tức là một phần thì chính là cái khối chóp tam giác AB phẩy CD phẩy, và một phần thì là cái khối chóp tứ giác C, B, B phẩy, D phẩy và D. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải đi tính thể tích ở khối tứ giác, khối tứ giác bên dưới này. Thì bây giờ muốn tính thể tích ở khối chóp tứ giác bên dưới thì chúng ta cần phải tính được thể tích khối chóp tam giác bên trên. Đấy. Thì ở đây muốn tính được thể tích khối chóp tam giác A, B phẩy, C, D phẩy thì thầy sẽ sử dụng cái công thức mà về tính tỉ số thể tích mà chúng ta vừa học ở phần trước. Thì đây chúng ta sẽ có được là V, V của cái khối chóp hay của cái tứ diện được, tứ diện A, B phẩy, C, D phẩy mà chia trên thể tích của khối tứ diện A, B, CD. Đấy. Thì sẽ bằng đấy, tỷ lệ những cạnh, các cạnh của nó. Đầu tiên là AB phẩy trên đâu sẽ bằng AB phẩy, AB phẩy này trên cạnh AB nhân với AD phẩy trên cạnh AD đi, AD phẩy trên cạnh AD, và nhân với cái chỗ này đây. Thì cái khối chóp tam giác hay là khối tứ diện AB phẩy C, AD phẩy và khối tứ diện ABCD thì đều chung một cạnh bên là AC, thầy sẽ viết là AC trên AC. Chỗ này rõ ràng thì bằng 1 rồi. Thế AB phẩy trên AB thì bằng 1/2, bởi vì B phẩy của chúng ta là trung điểm của AB mà. AD phẩy trên AD thì cũng bằng 1/2, như vậy chỗ này có phải là bằng 1/2 nhân 1/2 và nó bằng 1/4 không? 1/4. Thế như vậy là V của khối tứ diện AB phẩy CD phẩy trên V của ABCD thì bằng 1/4, thì từ đó chúng ta sẽ có được là suy ra V của AB phẩy CD phẩy. Khối tứ diện ABCD của chúng ta đây là bằng V, thì chỗ này có phải bằng V trên 4 không? V trên 4. Đấy. Mà chúng ta thấy được rằng này, do cái mặt phẳng B phẩy CD phẩy nó chia thành hai phần, tức là thể tích của cái khối tứ diện AB phẩy CD phẩy cộng với thể tích của cái khối chóp tam giác là khối chóp tứ giác CB B phẩy D phẩy D thì là bằng khối tứ diện lớn của mình. Như vậy là chúng ở đây ta có nhé, mình thể viết thêm một dòng nữa đi. Đấy, ta có V của khối tứ diện ABCD thì bằng, đấy, nó chia thành hai phần thì sẽ bằng V của khối tứ diện A này B phẩy C D phẩy cộng với V của cái khối chóp mà tứ giác C B B phẩy D phẩy D D phẩy D. Đấy, thì đến đây chúng ta hoàn toàn tính ra được là suy ra V của cái khối chóp tứ giác C này B B phẩy này D phẩy D thì sẽ bằng V lớn trừ đi cái V của A B phẩy C D phẩy, tức là trừ đi V trên 4 đó. Như vậy chúng ta thu được kết quả là bằng gì? 3V trên 4. Vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ đáp án gì? D. Thì bài toán này mình sử dụng cái công thức về tính tỉ số thể tích dễ dàng giải chúng ta giải quyết được ví dụ trên. Thì đây cũng là cái ví dụ kết thúc bài giảng ngày hôm nay của chúng ta. Thì thầy mong rằng là qua bài giảng ngày hôm nay thì chúng ta có thể thành thạo trong việc giải quyết những bài toán về tính thể tích khối lăng trụ này,
tính thể tích khối chóp này, và chúng ta vận dụng được cái công thức về tỷ số thể tích để chúng ta áp dụng để giải quyết những bài toán về phân chia thể tích của khối đa diện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng tiếp theo. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.